Và kính thưa quý vị, sáng nay tiếng súng tiễn đưa cựu Thủ tướng Thatcher. Cựu Thủ tướng Margaret Thatcher đã được vinh danh bởi những tiếng súng giàn chào từ tháp London, trong khi quan tài của bà được đặt trên một cỗ xe ngựa đi ngang qua trung tâm London để đi đến vương cung thánh đường St Paul. Ba khẩu súng 105mm đã được các pháo binh danh dự tuần tự bắn ra cách nhau một phút. Hai trong ba khẩu súng này đã được sử dụng trong cuộc chiến tranh Falklands với Argentina vào năm 1982, là chiến thắng nổi bật nhất của bà Thatcher. Các nhân vật hoàng gia, các giới chức sắc và những người hâm mộ từ tất cả các tầng lớp xã hội đã đến để nói lời tiễn biệt cuối cùng của họ đến bà Thatcher trong ngày hôm nay. Trong một đám tang lớn nhất trong vòng nửa thế kỷ qua, dành cho một nhà lãnh đạo Anh quốc.